Thưa quý vị, những ngày này thì đang có một sự kiện về sách được nhiều người quan tâm, đó chính là triển lãm hội chợ sách quốc tế lần thứ 5 đang được tổ chức tại công viên Thống Nhất ở Hà Nội. Và không biết là chị Vi Dung thân mến, chị có kế hoạch là đến dự triển lãm sách này hay chưa? Tôi thì có cái thời gian của ngày hôm qua và tôi đã cùng bố mình đến cái triển lãm này rồi, cái hội chợ sách này rồi. Và thực ra thì khi mà biết là cái thông tin là hội chợ sách năm nay thì có rất là nhiều những cái nhà xuất bản tham gia cũng như là nhiều đầu sách. Và đặc biệt là còn có một cái thông tin thú vị nữa mà tôi nghĩ là rất là nhiều bạn sinh viên quan tâm. Đó là có rất là nhiều đầu sách thì được giảm giá với cái mức giảm giá thì rất là cao. Vì vậy mà rất là nhiều người muốn đến đây để mua sách. Tuy nhiên thì khi mà đến đây thì tôi lại nhận ra một điều rằng là nhiều khi quá nhiều thì lại chưa hẳn là đã hay, bởi vì là tôi thấy có rất là nhiều người khi mà đi lạc vào sự kiện này thì giống như là đi vào một mê cung vậy, và ra về thì trên tay không có được một cuốn sách nào, bởi vì là có quá nhiều thứ khiến cho họ đã phải bối rối và đi về mà không chọn được cái cuốn sách nào cả. Vâng, có thể là vì bối rối, nhưng mà theo chị thì có khi nào là chỉ vì số tiền mà họ mang theo để dành để mua sách quá ít ỏi hay không? Ví dụ như là trong túi chỉ có 50.000 để mua sách chẳng hạn. Không, tôi thì lại không nghĩ như vậy, bởi vì là khi mà hôm qua ở triển lãm sách thì tôi thấy là với cái mức 50.000 thì các bạn hoàn toàn có thể mua được nhiều quyển sách chứ không phải là một, bởi vì là có rất nhiều đầu sách được giảm giá. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để chi tiêu cái khoản tiền đó cho sách hay không. Liên quan đến con số này thì chắc chắn là chị Thanh Huyền cũng như là nhiều quý vị khán giả thì sẽ phải cảm thấy bất ngờ khi mà biết cái thông tin là theo một thống kê được Cục bản quyền tác giả công bố mới đây, đó là trung bình mỗi năm thì mỗi người Việt Nam chúng ta chỉ chi tiêu có 2,5 đô la Mỹ tiền sách, tức là khoảng hơn 50.000 đồng. Trong khi đó thì Trung Quốc là 10 đô la Mỹ, còn các nước phát triển ở châu Âu thì số tiền này là 300 đô la Mỹ. Vâng, sống ở các đô thị nếu chỉ có 50.000 đồng trong ví thì cảm giác chung của mọi người là số tiền này quá ít ỏi cho các khoản chi tiêu, thậm chí là ít để phục vụ một nhu cầu nào đó. Với nhiều người thì sách là một loại hàng hóa xa xỉ, là thứ hàng hóa tinh thần. Và chúng ta thì chỉ chi tiêu cho sách khi mà đời sống vật chất đã no đủ. Bởi vậy mà sách thì thường không được xếp vào loại hàng hóa đầu tiên mà nhiều người muốn mua. Và chúng ta hãy cùng xem sự lựa chọn của mọi người khi mà có 50.000 đồng ở trong tay. Khi mà trong tay chúng ta có 50.000 đồng, vào buổi sáng thì chúng ta có thể ăn được 2 bát phở với giá bình dân 25.000 đồng một bát. Còn để chăm lo cho bữa ăn của gia đình thì chúng ta có thể mua được nửa cân thịt ngon với 50.000 đồng. Với cánh nam giới thì có thể chi tiêu cho khoảng là 5 chai bia. Tuy nhiên thì tất cả đây đều là những chi phí mà chúng ta đều thấy nó chỉ thỏa mãn nhu cầu chi tiêu sinh hoạt của mỗi người trong chốc lát. Thế nhưng theo khảo sát thực tế của phóng viên chúng tôi tại triển lãm hội chợ sách quốc tế đang được tổ chức tại Hà Nội, thì với 50.000 đồng, bạn có thể mua được tới 5 cuốn sách và thậm chí là hơn. Với những chương trình khuyến mãi và giảm giá đặc biệt ưu đãi cho độc giả ở tại đây. Và không phải là trên thị trường thiếu những cuốn sách có giá dưới 50.000 đồng. Bạn có thể tìm thấy đó là những cuốn sách dành cho trẻ em, khoa học thưởng thức hay là sách giáo khoa rất bổ ích cho độc giả. Và theo thông tin từ Cục Xuất bản cho biết là hiện tại thì trung bình một người Việt Nam đọc 2,8 cuốn sách một năm, trong đó thì có 2/3 đó là sách giáo khoa. Như vậy là số lượng sách tự chọn của mỗi người chỉ chưa đến 1 cuốn một năm. Thế nhưng hãy cùng xem là nếu dành 50.000 đó để mua sách thì phần lớn độc giả hiện nay sẽ lựa chọn sách như thế nào. Và theo một cuộc thăm dò do báo Lao động tiến hành thì loại sách được đọc nhiều nhất đó chính là truyện tranh là 60%, kế đến đó là tiểu thuyết là 35% và thơ là 5%. Sách khoa học thì hầu như là không có người đọc, dù đây vẫn được đánh giá là loại sách mang nhiều giá trị tri thức nhất. Vâng, trong một thế giới khi mà Internet hay là những mạng xã hội đang ngày càng khiến cho con người của chúng ta bị cuốn vào một thế giới ảo, thì sách lại chính là một cái công cụ để có thể giữ con người lại với những giá trị tri thức chân thực. Nếu như không đọc sách trong thời nay thì chúng ta sẽ như thế nào? Và hiện thực thì tình trạng đọc sách của chúng ta đang ra sao? Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một cuộc khảo sát để có thể hiểu rõ hơn về con số mà chúng tôi đã thông tin trước đó, tức là một năm người Việt đọc chưa đến 3 cuốn sách. Tại triển lãm Hội chợ sách quốc tế Việt Nam 2015, phóng viên đã làm một cuộc phỏng vấn với các em nhỏ. Câu hỏi được đưa ra là tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của tác giả nào? Em biết là tác giả Tô Hoài ạ. Em không biết. Nội dung của tác phẩm này là gì? Nội dung là tác phẩm này nói về chuyến phiêu lưu của Dế Mèn qua nhiều chương ạ. Không biết. Trẻ em là vậy, còn với người lớn, họ đang đọc sách như thế nào? Bạn có thường xuyên đọc sách hay không? Tôi là ít đọc sách chữ, còn hay đọc anime hoặc là truyện tranh nữa. Cũng thi thoảng có đọc ạ. Mình cũng thường xuyên đọc, nhưng mà là đọc những cuốn truyện như là những sách của học trò ngày xưa ấy. Hãy kể tên 3 cuốn sách bạn đọc gần đây nhất. One Piece, Conan, đọc gần đây thì vì là có con nhỏ cho nên là em đọc sách thiếu nhi với lại sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ với lại làm đồ ăn các thứ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta thì đang chi tiêu cho sách như thế nào và làm sao để chúng ta có thể tạo được cái thói quen đọc sách cho các thành viên ở trong gia đình của mình. Thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay của Chào Buổi Tối một vị khách mời mà có lẽ là quý vị và các bạn cũng khá là thấy quen thuộc. Tôi được xin trân trọng giới thiệu chị Trần Mai Anh là trưởng ban biên tập của tạp chí Heritage, là một tạp chí mà khá là nổi tiếng với nhiều người. Vâng, trước tiên thì rất cảm ơn chị Mai Anh vì đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chị Mai Anh thì là một người sinh ra trong một gia đình có truyền thống viết văn và làm báo, và khi mà lập gia đình thì trong gia đình của chị có ba em bé trai, đúng không ạ? Vâng, cũng rất là thoải mái, cũng là một cái gia đình mà rất là yêu thích sách, các em nhỏ của chị đúng không? Vâng, thưa chị, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chị Mai Anh đó là chị thì vẫn thường duy trì cái thói quen đọc sách của mình như thế nào ạ? Thực ra không phải là duy trì nữa, bởi vì bố tôi thì là nhà báo, vâng, mẹ thì là nhà văn, nhà thơ. Chính bản thân thì cũng là học văn trước khi đi làm nghề báo, nên sách nó không cần phải là cái duy trì mà nó là như người bạn hàng ngày. Một cái cuộc sống hàng ngày của các gia đình là như vậy, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, và luôn luôn trong nhà lúc nào cũng luôn luôn có những cái vấn đề về sách, những quyển sách mới, những quyển sách cũ, những vấn đề đưa ra thì bố mẹ và con cũng vẫn luôn luôn trao đổi với nhau. Nó là cuộc sống hàng ngày như là nhìn nhau uống cốc nước trà vào mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi tối. Vâng, chúng ta thì vẫn thấy là các em nhỏ thì thường bây giờ thì bị rất là nhiều những cái phương tiện, những cái thiết bị công nghệ như là điện thoại hay là máy tính bảng thu hút các em, hay là những cái bộ phim hoạt hình trên TV. Vậy thì làm sao để chị có thể tức là tạo lập cái thói quen và cái sở thích thích đọc sách cho các bé ở nhà mình ạ? Thực ra mình là phải thích đọc. Vâng. Trước tiên là mình phải đọc, đúng không? Mẹ phải thích đọc đã, vâng, thì con mới đọc được. Bởi vì chính mẹ phải thích đọc thì mới hiểu cái giá trị của sách nó như thế nào. Và hiện giờ thì từ mẹ tôi, bố tôi đến bây giờ có những quyển sách từ thời đấy đến giờ vẫn giữ. Và có những quyển sách tôi đưa cho con xem là cùng một quyển sách đây này, từ những năm mẹ sinh ra, và cái cuốn sách này mẹ đọc còn vết mực tím từ ngày đấy, cũ đến như vậy. Thì đối với trong gia đình thì cuốn sách không phải là một cuốn một ngày ra ngoài đường đi đến hiệu sách cuối tuần và thả trẻ con vào trong đấy và tự chọn mua một túi sách về nữa. Cũng có, nhưng mà nó là cả một cái gì duy trì trong cái truyền thống của gia đình, và cho trẻ con hiểu cái giá trị của sách như thế nào. Và mình luôn luôn cho con thấy là cầm một cuốn sách trên tay, ngày xưa mẹ đã đọc cuốn sách này, đã đọc cuốn thơ này, và ngày xưa lúc đấy sách rất là mới và rất hiếm, và mẹ đánh đổ mực vào và mẹ tiếc đến như thế nào. Nhưng ngày hôm nay mẹ nhìn lại những cái này rất quý vị, để cho các con thấy là lúc mà viết mực tím như các con thì mẹ đã đọc những cuốn sách như thế này. Và như vậy thì cuốn sách nó không phải là chỉ là kiến thức không thôi, mà nó là kỷ niệm, nó là một người bạn, nó là cái gì rất rất đỗi thân thuộc. Thì không thể nào so nó với cả máy tính bảng, với các thiết bị mà cầm tay được. Mình không cần phải so sánh ngăn cản thì trẻ con nó cũng có những cái tình cảm nếu như mình truyền tình cảm cho nó. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là đấy là với những cái bạn nhỏ mà các bạn ấy cũng có một cái niềm đam mê sách và được hướng dẫn đọc sách từ nhỏ. Vậy thì trong 3 bạn nhỏ ở nhà chị thì có một bạn nào mà tỏ ra là mình không thích đọc sách, hay là chị phải khó khăn lắm thì mới có thể Có chứ, trẻ con mải chơi là chuyện bình thường. Trẻ con mải chơi là chuyện bình thường. Vâng. Và đọc sách lúc trẻ con mà chưa đọc làm sao biết sách hay. Vâng. Thì mình phải kiên nhẫn một chút, là mình sẽ phải ngại lắm. Thực ra đi làm về đến tối rất là ngại, và nếu chỉ đọc sách cho con nghe không thôi, đọc xong chưa chắc trẻ con đã vào. Thì vừa đọc sách vừa phải trò chuyện, đọc từng đoạn này, phải trò chuyện này, rồi phải trao đổi với con này. Là bây giờ mà mình mà, đấy là lúc đấy lạc trên đảo hoang thì là như vậy. Chứ bây giờ thử xem tình hình nếu như con mà lạc vào đảo hoang thì như thế nào. Vâng. Chứ mình sẽ không đọc cả cuốn sách như vậy. Vâng. Và mẹ mà sẽ dừng ở đấy, và buổi tối mẹ con có thể nói chuyện với nhau rất là bao la về việc là nếu bây giờ rơi vào đảo hoang thì thế nào, thì sẽ tranh luận là ai sẽ bị ăn thịt trước, vì người nào to trước hay là người nào gầy trước. Vâng. Thì như vậy cuốn sách nó không phải là mình nhồi vào con nữa, và đến ngày hôm sau hết phiên mẹ đọc thì con sẽ phải đọc tiếp. Và cũng có những lúc cả mẹ cả con cũng lười chứ. Không phải khờ và là không, thì mình sẽ phải đọc hoặc là bật những cái đoạn đọc sách lên, và hôm sau thì mình lại tiếp nối vào cái đoạn đọc đấy. Vâng, khi nãy thì tôi cũng có chia sẻ với cả chị Huyền cũng như là quý vị khán giả là ngày hôm qua khi mà tôi đến hội chợ triển lãm sách thì thấy là năm nay có rất là nhiều sách và mọi người cũng rất là khó khăn trong cái việc lựa chọn cái cuốn sách phù hợp cho mình. Vậy thì giữa một cái thị trường sách rộng lớn như bây giờ thì bản thân chị Mai Anh, chị có cảm thấy khó khăn khi mà lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích không? Không, quan trọng không phải là bây giờ vấn đề phải đặt vấn đề là đọc sách để làm gì. Vâng. Nếu như mà đặt một vấn đề rất là to lớn, đấy là một kho tàng kiến thức hoặc là những cái gì rất là to lớn mà phải mang lại cho mỗi bản thân, thì cái đấy là cái khó khăn. Vì phải chọn là kiến thức nào là mình cần, kiến thức nào là đang phù hợp với xã hội, kiến thức nào là như nào. Nhưng đối với tôi không phải như vậy. Đọc sách nó là như là một người bạn. Mình đọc sách lúc mình buồn, mình đọc sách lúc mình vui, mình đọc sách lúc mà mình cần thông tin cho công việc. Mỗi cuốn sách nó có những cái giá trị riêng khác nhau. Ví dụ sách văn học lại có những giá trị riêng, những sách hiện đại bây giờ cũng có giá trị riêng. Mình đừng đặt vấn đề nặng nhẹ quá là mình đọc gì. Cũng đừng đặt vấn đề cho con, như tôi thôi, là không đặt vấn đề cho con là cuốn sách này nhiều kiến thức lắm con đọc đi, mà hãy chọn bất cứ một cuốn sách nào đọc. Có thể có những cuốn sách dở nhưng trong đấy nó lại có những cái thông điệp nhất định từ người viết. Rồi cũng hiểu là tại sao giờ thậm chí có những cái cuốn sách sai về thông tin mình cũng nên phải đọc. Vâng. Cùng với con để phát hiện ra sai thì lại phân tích với con là chỗ này sai rồi, chưa đúng lắm đâu, nên là như thế này. Vâng. Nên cái việc chọn lựa hoặc là mua một cuốn sách đối với mấy mẹ con rất là đơn giản. Vâng. Vâng. Nó như là bạn. Dạ vâng. Vâng, theo dõi cuộc trò chuyện bấy giờ thì tôi cảm thấy là thật tuyệt vời nếu mà trong một gia đình bố mẹ ngoài việc là nuôi dạy con cái khôn lớn thì còn hướng cho con một tình yêu đối với sách nữa, đúng không ạ? Và thưa quý vị, để khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một phóng sự, đến với một gia đình để xem là ở tại gia đình này thì bố mẹ đã xây dựng tủ sách, đã tạo một môi trường đọc sách trong gia đình cho các con của mình như thế nào. Và đây cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Những cuốn sách được xếp gọn gàng ngăn nắp. Tủ sách của bé Lê Đan Linh thì nhiều cuốn truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống. Tủ sách của chị Nguyễn Quỳnh Vân là những cuốn sách về văn học. Còn tủ sách của chồng chị là những cuốn sách về khoa học. Bình thường là lúc nào con rảnh rỗi thì con sẽ đọc sách. Ở nhà thì con thường đọc Doraemon, Thần thoại Hy Lạp, Totoro và Bạn Gái Yêu Quý của bác Fiordơ. Để xây dựng nên tủ sách này, tuy mất khoảng thời gian dài, nhưng điều đó đã hình thành nên thói quen đọc sách cho cả gia đình chị Vân. Thật ra thì chúng tôi mua khá đa dạng, nhưng mà có một vài nguyên tắc khi mà chọn sách cho con là tôi chọn nhà xuất bản. Nguyên tắc thứ hai đấy là tôi chỉ mua những cuốn sách mà tôi đã đọc. Với nguyên tắc thứ ba đấy là tôi mua tất cả các thể loại. Và nếu mà con thích cuốn sách gì từ những kênh thông tin khác nhau, không phải từ kênh của bố mẹ. Cũng giống như chị Vân, nhiều phụ huynh khác cũng đang ý thức được việc xây dựng tủ sách trong gia đình. Họ có nhiều sách lắm, 10 bạn câu hỏi vì sao này, tất cả những cái kỹ năng sống này. Nói chung là hai vợ chồng chăm đi mua sách cho trẻ con. Thời gian đầu ấy thì con tôi hay đọc truyện tranh. Đấy, tuy nhiên là đến bây giờ thì cháu đã đọc được truyện chữ rồi và cháu rất thích đọc truyện chữ. Tôi mong muốn là con tôi có trang bị, tức là trang bị đầy đủ kiến thức để có thể sống được tự lập.